Cuốn 50 kinh. Vì sao Bồ Tát không chấp trước ngã? Vì rốt ráo vô ngã. Vì sao Bồ Tát không chấp trước chúng sinh, không chấp trước mạng sống, không chấp trước chúng số, cho đến kẻ biết kẻ thấy? Vì các pháp rốt ráo không thể có được. Vì sao Bồ Tát không chấp trước đoạn kiến, không có pháp đoạn? Vì các pháp rốt ráo không sinh. Vì sao Bồ Tát không chấp trước thường kiến? Vì nếu pháp không sinh là không có thường. Vì sao Bồ Tát không nên thủ tướng? Vì không có các phiền não. Vì sao Bồ Tát không nên chấp tác nhân? Vì các kiến chấp không thể có được. Vì sao Bồ Tát không chấp trước danh sắc? Vì tướng chỗ danh sắc không có. Vì sao Bồ Tát không chấp trước năm uẩn? Không chấp trước 12 nhập, không chấp trước 18 giới, vì tánh các pháp không có. Vì sao Bồ Tát không chấp trước ba cõi? Vì tánh ba cõi không có. Vì sao Bồ Tát không nên khỏi tâm chấp trước? Vì sao Bồ Tát không nên khỏi tâm nguyện? Vì sao Bồ Tát không nên khỏi tâm nương tựa? Vì các pháp ấy tánh không có. Vì sao Bồ Tát không chấp trước nơi ý kiến nương Phật? Vì khỏi ý kiến nương thì không thấy Phật. Vì sao Bồ Tát không chấp trước ý kiến nương Pháp? Vì Pháp không thể thấy. Vì sao Bồ Tát không chấp trước ý kiến nương Tăng? Vì Tăng tướng vô vi không thể nương. Vì sao Bồ Tát không chấp trước ý kiến nương giới? Vì tội vô tội đều không thể chấp trước. Ấy là Bồ Tát A Trụ trong địa thứ bảy, có 20 pháp không nên chấp trước. Vì sao Bồ Tát nên đầy đủ không? Vì đầy đủ các pháp tự tướng không. Vì sao Bồ Tát chứng vô tướng? Vì không niệm các tướng. Vì sao Bồ Tát biết vô tác? Vì đối với ba cõi không có tạo tác. Vì sao Bồ Tát ba phần thanh tịnh? Vì đầy đủ 10 thiện đạo. Vì sao Bồ Tát đối với hết thảy chúng sinh trí tuệ và từ bi đầy đủ? Vì được tâm đại từ bi. Vì sao Bồ Tát không niệm hết thảy chúng sinh? Vì thế giới thanh tịnh đầy đủ. Vì sao Bồ Tát bình đẳng quán hết thảy pháp? Vì đối với các pháp không tổn giảm và tăng ích. Vì sao Bồ Tát biết các pháp thật tướng? Vì thật tướng các pháp vô tri. Vì sao Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn? Vì các pháp không sinh không diệt không khởi nhẫn. Vì sao Bồ Tát được vô sinh trí? Vì biết danh và sắc chẳng sinh. Vì sao Bồ Tát nói các pháp nhất tướng? Vì nhất tâm không hành theo hai tướng. Vì sao Bồ Tát phá tướng phân biệt? Vì hết thảy pháp không phân biệt. Vì sao Bồ Tát chuyển bức tưởng? Vì vô tưởng lớn nhỏ đều chuyển vậy. Vì sao Bồ Tát chuyển thấy? Vì cái thấy đối với thanh văn bích chi Phật chuyển. Vì sao Bồ Tát chuyển phiền não? Vì dứt các phiền não. Vì sao Bồ Tát được địa vị định tuệ bình đẳng? Vì được trí nhất thiết chủng. Vì sao Bồ Tát được phục ý? Vì đối với ba cõi không lay động. Vì sao Bồ Tát tâm tịch diệt? Vì chế phục sáu căn. Vì sao Bồ Tát được trí vô ngại? Vì được Phật nhãn. Vì sao Bồ Tát không nhiễm ái? Vì bỏ sáu trần. Ấy là Bồ Tát trú trong địa thứ bảy đầy đủ 20 pháp. Thế nào là Bồ Tát thuận vào tâm chúng sinh? Là Bồ Tát lấy nhất tâm biết hết thảy tâm tâm số pháp của chúng sinh. Thế nào là Bồ Tát dạo chơi các thần thông? Là dùng thần thông ấy đi từ một cõi Phật đến một cõi Phật cũng không khỏi tưởng cõi Phật. Thế nào là Bồ Tát quán các cõi Phật? Là tự ở cõi mình thấy vô lượng cõi Phật cũng không có tưởng cõi Phật. Thế nào là Bồ Tát như cõi Phật đã được thấy? Là tự trang nghiêm cõi mình ở địa vị chuyển luân thánh vương, đi khắp 3.000 đại thiên thế giới để tự trang nghiêm. Thế nào là Bồ Tát như thật quán thân Phật? Là như thật quán pháp thân. Ấy là Bồ Tát trú ở địa thứ 8 đầy đủ 5 pháp. Thế nào là Bồ Tát biết các căn cao thấp? Bồ Tát trú ở 10 lực của Phật, biết cao thấp hạ của tất cả chúng sinh. Thế nào là Bồ Tát làm thanh tịnh thế giới Phật? Là làm thanh tịnh chúng sinh vậy. Thế nào là Bồ Tát như huyễn tam muội? Là chú ở tam muội ấy thành biện được hết mọi sự cũng không sinh tâm tướng. Thế nào là Bồ Tát thường vào tam muội? Là Bồ Tát được tam muội quả báo sinh. Thế nào là Bồ Tát theo thiện căn thích ứng của chúng sinh mà thọ thân? Là Bồ Tát biết chúng sinh có thiện căn được sinh pháp mà vì họ thọ thân để thành tựu chúng sinh. Ấy là Bồ Tát trú ở địa thứ 8 đầy đủ 5 pháp. Thế nào là Bồ Tát thọ lãnh phần độ chúng sinh trong vô biên thế giới? Là Bồ Tát độ thoát chúng sinh đáng được độ trong 10 phương vô lượng thế giới như pháp của chư Phật. Thế nào là Bồ Tát được như sở nguyện? Là 6 ba la mật đầy đủ.
Thế nào là Bồ Tát biết ngôn ngữ của các trời rồng dạ xoa càn thát bà là do sức từ vô ngại biện. Thế nào là Bồ Tát thành tựu thai sinh là Bồ Tát đời đời thường hóa sinh. Thế nào là Bồ Tát thành tựu gia đình là thường sinh vào đại gia. Thế nào là Bồ Tát thành tựu nơi sinh là hoặc sinh vào nhà sát lợi hoặc sinh vào nhà bà la môn. Thế nào là Bồ Tát thành tựu dòng họ là Bồ Tát sinh theo dòng họ đã sinh ra trong quá khứ. Thế nào là Bồ Tát thành tựu quyến thuộc thuần là các đại Bồ Tát. Thế nào là Bồ Tát thành tựu khi sinh ra là khi sinh ra có ánh sáng chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới cũng không chấp thủ tướng ấy. Thế nào là Bồ Tát thành tựu xuất gia là khi xuất gia có vô lượng trăm ngàn ức chư thiên theo hầu xuất gia, các chúng sinh ấy chắc chắn đến tam thừa. Thế nào là Bồ Tát thành tựu cây Phật trang nghiêm là cây Bồ đề ấy lấy vàng ròng làm gốc, bảy bóng làm thân cây, thớ cành lá ánh sáng của thân cây, thớ cành lá chiếu khắp mười phương vô số 3.000 đại thiên thế giới. Thế nào là Bồ Tát thành tựu đầy đủ hết thảy công đức thiện căn là Bồ Tát được chúng sinh thanh tịnh, cõi Phật cũng tịnh. Ấy là Bồ Tát trú ở địa thứ 9 đầy đủ 12 pháp. Thế nào là Bồ Tát trú ở địa thứ 10 nên biết Bồ Tát ấy như Phật. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát đầy đủ 6 ba la mật, 4 chỗ quán niệm cho đến 18 pháp không chung, trí nhất thiết chủng đầy đủ viên mãn dứt hết thảy phiền não và tập khí. Ấy là Bồ Tát Ma Ha Tát trú ở địa thứ 10 nên biết Bồ Tát ấy như Phật. Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát trú trong 10 địa ấy do sức phương tiện vô sở đắc nên hành 6 ba la mật, 4 chỗ quán niệm cho đến 18 pháp không trung, trải qua càn tuệ địa, tánh địa, bát nhẫn địa, kiến địa, bạt địa, ly dục địa, dĩ tác địa, bích chi Phật địa, Bồ Tát địa, qua khỏi 9 địa ấy trú ở Phật địa là Bồ Tát 10 địa của Bồ Tát. Như vậy Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát phát tâm thú hướng đại thừa, luận luận giả nói ngã vân vân 20 pháp không thể có được nên không chấp trước. Lý do không thể có được như trước đã mỗi mỗi nói chấp ngã cho đến kẻ biết kẻ thấy chấp Phật chấp tăng là nhiếp vào chúng sinh, các kiến chấp ấy không nên chấp trước. Còn chấp đoạn chấp thường cho đến chấp giới là nhiếp vào pháp không nên không nên chấp trước. Hỏi các kiến chấp khác có thể biết còn kiến chấp về nhân thế nào? Đáp hết thảy pháp hữu vi chuyển chuyển làm nhân làm quả, đối với pháp ấy tâm đắm trước thử tướng sinh chấp kiến ấy gọi là kiến chấp về nhân, đó là chẳng phải nhân mà nói nhân hoặc chấp nhân và quả là một là khác vân vân đầy đủ không là nếu Bồ Tát tu hành đủ 18 không ấy gọi là đầy đủ không. Lại nữa tu hành hai không là chúng sinh không và pháp không ấy gọi là đầy đủ không. Lại nữa, nếu Bồ Tát tu được rốt ráo không mà không đắm trước rốt ráo không ấy, gọi là đầy đủ không? Hỏi, nếu như vậy, cớ sao trong kinh, trên đây Phật chỉ nói tự tướng không? Đáp, ba thứ không, là chúng sinh không, pháp không, rốt ráo không, đều là tự tướng không. Vì Bồ Tát trú ở địa thứ 6 có phước đức nên lợi căn nên phân biệt thủ tướng các pháp. Vì vậy, ở trong địa thứ 7, lấy tự tướng không làm đầy đủ không? Phật hoặc có khi nói hữu vi không, vô vi không gọi là đầy đủ không, hoặc có khi nói bất khả đắc không là đầy đủ không. Chứng vô tướng là vô tướng tức niết bàn, có thể chứng không thể tu. Không thể tu nên không được nói là biết, vì vô lượng vô biên không thể phân biệt nên không thể là đầy đủ. Biết vô tác là ba việc không vô tướng vô tác, tùy đều chung là biết, song hai việc là không. Vô tướng thay đổi nghĩa mà lập tên là tu không chứng vô tướng, còn vô tác thời chỉ có biết tên thôi. Ba phần thanh tịnh là 10 thiện đạo gồm thân ba, miệng bốn, ý ba, ấy gọi là ba phần giải thoát môn, trên đã nói nên ở đây không nói lại. Ba phần thanh tịnh là hoặc có người nghiệp thân thanh tịnh, nghiệp miệng không thanh tịnh, nghiệp miệng thanh tịnh, nghiệp thân không thanh tịnh, hoặc nghiệp thân miệng thanh tịnh, nghiệp ý không thanh tịnh, và có thế gian ba nghiệp đều thanh tịnh mà chưa thể xa lìa chấp trước. Còn Bồ Tát ấy ba nghiệp thanh tịnh lại xa lìa chấp trước ấy gọi là ba phần thanh tịnh. Đầy đủ trí từ bi đối với chúng sinh là từ bi có ba
là sinh duyên, pháp duyên, vô duyên. Trong đây nói vô duyên đại bi gọi là đầy đủ, nghĩa là pháp không cho đến thật tướng cũng không, ấy gọi là vô duyên đại bi. Bồ Tát sâu vào thật tướng, vậy sau thường nghĩ đến chúng sinh, thì như người có một người con được vật báu tốt, tâm rất thương tưởng, muốn lấy đem cho, không nghĩ đến hết thảy chúng sinh là vì đầy đủ thế giới thanh tịnh. Hỏi: nếu không nghĩ đến chúng sinh, làm sao có thể làm thanh tịnh cõi Phật? Đáp: Bồ Tát khiến chúng sinh trú ở 10 thiện đạo là trang nghiêm cõi Phật, tuy trang nghiêm mà chưa được vô ngại trang nghiêm. Nay Bồ Tát giáo hóa chúng sinh mà không thủ tướng chúng sinh, nên các thiện căn phước đức thanh tịnh, các thiện căn phước đức thanh tịnh ấy là vô ngại trang nghiêm. Bình đẳng quán hết thảy pháp là như đã nói trong phẩm pháp đẳng nhẫn. Trong đây Phật tự nói đối với các pháp không thấy thêm bớt, biết thật tướng các pháp là như trước đã nhiều cách nói rộng. Vô sinh pháp nhẫn là đối với thật tướng các pháp không sinh không diệt, tín thọ thông suốt vô ngại không thú truyền, ấy gọi là vô sinh nhẫn. Vô sinh trí là dầu nhẫn sau trí, thô là nhẫn, tế là trí. Ở đây Phật tự nói trí biết danh và sắc bất sinh. Nói các pháp bổ tướng là Bồ Tát biết trong ngoài 12 nhập đều là lưới ma hư dối không thật, sáu thức sinh từ trong đó cũng là lưới ma hư dối. Thế nào là thật? Duy pháp không hai, không mắt, không sắc, cho đến không ý, không pháp, vân vân, ấy gọi là thật. Khiến chúng sinh xa lìa 12 nhập nên thường dùng nhiều nhân duyên nói pháp không hai ấy. Phá tướng phân biệt là Bồ Tát trú ở trong pháp không hai ấy, phá các pháp sở duyên phân biệt trai gái, dài ngắn, lớn nhỏ, vân vân. Chuyển ức tưởng là phá nội tâm ức tưởng phân biệt các pháp. Chuyển kiến là Bồ Tát trước chuyển các tà kiến, ngã kiến, biên kiến, vân vân, vậy sau mới vào đạo. Này chuyển pháp kiến, niết bàn kiến, vì các pháp không có tướng nhất định. Chuyển niết bàn là chuyển thanh văn, minh tri Phật kiến mà thẳng đến Phật đạo. Chuyển phiền não là Bồ Tát lấy lực phước đức trì giới, chết phục phiền não thô, an ổn hành đạo, chỉ còn có ái kiến mạng y tế, này cũng xa lìa phiền não vi tế. Lại nữa, Bồ Tát dùng trí tuệ thật quán phiền não ấy, tức là thật tướng, ví như người có thần thông hay chuyển bất tịnh thành tịnh. Địa vị định tuệ bình đẳng là Bồ Tát ở ba địa đầu tuệ nhiều, định ít, chưa thể nhiếp tâm. Ba địa kế tiếp định nhiều tuệ ít, vì vậy nên không vào được Bồ Tát vị. Này chúng sinh không, pháp không, định tuệ bình đẳng nên có thể an ổn hành Bồ Tát đạo, từ địa vị bất thối dần dần đến được địa vị trí nhất thiết chủng. Điều ý là Bồ Tát trước ức niệm già bệnh chết ba ác đạo, thương xót chúng sinh nên điều phục tâm ý, khiến biết thật tướng các pháp không đắm trước ba cõi, không đắm trước ba cõi nên tâm ý điều phục. Tâm tịch diệt là Bồ Tát vị niết bàn nên đối với năm dục chết phục năm thức, vì ý thức khó chết phục nên nay trú ở địa thứ 7 ý thức tịch diệt. Trí vô ngại là Bồ Tát được bát nhã ba la mật, đối với các pháp thật chẳng thật được vô ngại, được đạo tuệ ấy đưa hết thảy chúng sinh khiến vào thật pháp, được giải thoát vô ngại, được Phật nhãn đối với hết thảy pháp vô ngại. Hỏi: trong địa thứ 7 cớ sao nói được Phật nhãn? Đáp: trong ấy hãy học Phật nhãn đối với các pháp vô ngại, giống như Phật nhãn chẳng nhiễm ái là Bồ Tát tuy trú ở địa thứ 7 được lực trí tuệ, xong còn có nhân duyên đời trước nên có nhục thân này. Khi vào thiền định, thời không nhiễm đắm. Khi ra thiền định, thời có tập khí nhiễm đắm. Tùy theo mắt thì trông thấy, thấy người đẹp thì thân ái, hoặc ái trước tuệ thật pháp của địa thứ 7. Cho nên Phật dạy hành tâm xả đối với sáu trần, không thủ lấy tướng tốt xấu, xong địa thứ 7. Thuận vào tâm chúng sinh là Bồ Tát ở trong địa thứ 8, quán thuận theo chỗ tâm xu hướng của chúng sinh, phát động tư duy, niệm sâu, quán thuận, dùng trí tuệ phân biệt, biết chúng sinh ấy vĩnh viễn không có nhân duyên đắc độ, chúng sinh ấy trải qua vô lượng a tăng kỳ kiếp, sau mới đắc độ, chúng sinh ấy trải qua một kiếp, hai kiếp, cho đến muôn kiếp mới đắc độ, chúng sinh ấy trải qua một đời, hai đời, cho đến đắc độ ngay trong đời này, chúng sinh ấy hoặc tức thời đắc độ là thuận thục, là chưa thuận thục. Người ấy có thể dùng thanh văn thừa mà độ thoát, người ấy có thể dùng bích chi Phật thừa mà độ thoát.
thí như đương y thăm bệnh, biết sắp lành và có thể trị hoặc không thể trị. Xem các nước Phật là có Bồ Tát dùng sức thần thông bay đến mười phương, xem các thế giới thanh tịnh, thử lấy tướng ấy muốn tự trang nghiêm nước mình. Có Bồ Tát được Phật đem đến mười phương, chỉ cho thế giới thanh tịnh, thủ lấy tướng thế giới thanh tịnh, tự phát nguyện tu hành, như Đức Phật Thế Tự Tại Vương, đem tỳ kheo pháp tích đến mười phương chỉ có thế giới thanh tịnh, và có Bồ Tát tự ở nước mình dùng thiên nhãn thấy thế giới thanh tịnh ở mười phương, lúc đầu thủ lấy tướng tịnh, lúc sau được tâm không nhiễm trước, nên trở lại bỏ, tự trang nghiêm nước mình, như nước Phật đã được trông thấy như trước đã nói. Địa thứ 8 này gọi là chuyển luân địa, giống như chuyển luân thánh vương cưỡi xe máu, đi đến đâu cũng bị chướng ngại, không có oán địch. Bồ Tát ở trong địa này hay mượn pháp bảo làm mãn nguyện chúng sinh không có chướng ngại, cũng hay thủ lấy tướng nước Phật mà tự trang nghiêm nước mình. Như thật quán thân Phật là quán thân chư Phật như viễn như hóa, chẳng nhiếp thuộc năm quẩn, 12 nhập, 18 giới, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc ngần ấy sắc, theo số thấy của chúng sinh bởi nghiệp nhân duyên đời trước. Trong đây Phật tự nói, thấy pháp thân ấy là thấy Phật. Pháp thân là pháp bất khả đắc không, pháp bất khả đắc không là các pháp sinh ra theo biên nhân duyên, không có tự tánh. Biết các căn cao thấp là như đã nói trong đại mười lực, Bồ Tát trước biết tâm sở hành của hết thảy chúng sinh, ai thuần thục, ai lanh lợi, ai bố thí nhiều, ai trí tuệ nhiều, nhân người có nhiều mà độ thoát. Tịnh thế giới Phật là có hai thứ tịnh, một là Bồ Tát tự tịnh thân mình, hai là tịnh tâm chúng sinh khiến tu đạo thanh tịnh. Do nhân duyên kia với ta thanh tịnh, nên theo sở nguyện mà được thế giới thanh tịnh. Vào tam muội như huyễn là như người huyễn thuật ở một chỗ mà làm các việc huyễn đầy khắp thế giới, nào bốn thứ binh chủng, cung điện thành quách, uống ăn ca múa, giết chết sống yêu khổ, vân vân. Bồ Tát cũng như vậy, ở trong tam muội này có thể biến hóa ở mười phương thế giới đầy khắp trong đó, trước làm bố thí no đủ cho chúng sinh, sau thuyết pháp giáo hóa phá hoại ba đường ác, sau mới an lập chúng sinh nơi ba thừa. Tất cả việc có thể lợi ích, không việc gì không thành tựu. Tâm Bồ Tát ấy không động, cũng không thủ lấy tướng của tâm. Thường vào tam muội là Bồ Tát được tam muội như huyễn, vân vân. Tâm làm lụng tạo tác, đến nay chuyển thân, được báo sinh tam muội. Tam muội phát sinh theo quả báo, chứ không phải theo sự tu tập hiện tại. Nhiều người thấy sắc không dùng tâm lực, và trong tam muội này độ chúng sinh an ổn. Hơn tam muội như huyễn, tự nhiên thành việc không cần làm lụng. Nhiều người cầu tài, có khi do sức làm lụng mà được, có khi tự nhiên được. Tùy theo thiện căn thích ứng của chúng sinh mà thọ thân là Bồ Tát được hai thứ tam muội, hai thứ thần thông do tu hành được và do quả báo được. Biết dùng thân gì, ngôn ngữ gì, nhân duyên gì, việc gì, đạo gì, phương tiện gì để mà thọ thân, cho đến thọ thân xúc sinh để mà hóa độ. Xong địa thứ 8. Thọ lãnh phần độ chúng sinh trong vô biên thế giới là sáu nẻo chúng sinh trong vô lượng vô số mười phương thế giới, là phần đáng độ mà Bồ Tát giáo hóa để độ. Thế giới có ba loại là tịnh, bất tịnh, lẫn lộn. Chúng sinh trong ba loại thế giới ấy, hạng đáng được độ có lợi ích, thầy đều thu nhiếp hết. Ví như đốt đèn là vì người có mắt chứ không vì người mù, Bồ Tát cũng như vậy. Hoặc người trước đã có nhân duyên, hoặc người mới làm nhân duyên. Lại nữa, 3000 đại thiên thế giới gọi là một thế giới, một thời sinh khởi, một thời hoại diệt. Mười phương thế giới như hằng hà sa như vậy là một Phật thế giới như vậy, số như hằng hà sa thế giới là một biển thế giới Phật như vậy, số như hằng hà sa thế giới mười phương là một thế giới chủng như vậy, mười phương vô lượng ấy gọi là một thế giới Phật. Đối với hết thảy thế giới thủ lấy Phật như vậy, ấy gọi là Phật chúng sinh được độ của một Đức Phật, được như sở nguyện là Bồ Tát phước đức trí tuệ đầy đủ, nên không ước nguyện gì không được. Người nghe nói phần chúng sinh được độ trong vô lượng vô biên thế giới, nghi không thể làm được, thế nên tiếp nói sở nguyện được như ý. Trong đây Phật tự nói sáu ba la mật đầy đủ, năm độ thời phước đức đầy đủ, bát nhã thời trí tuệ đầy đủ. Biên ngôn ngữ các trời rồng dạ xoa cả thác bà là như tôi ở trên kia nói,
phước đức trí tuệ đầy đủ, sở nguyện được như ý, biết ngôn ngữ của kẻ khác, tức là việc ước nguyện. Lại nữa, Bồ Tát được trí túc mạng thanh tịnh nên biết được hết thảy ngôn ngữ ở những nơi sinh ra. Lại nữa, được nguyện trí nên biết tâm của người lập danh, ước lập danh tự, ngữ ngôn. Lại nữa, Bồ Tát được tam muội biết ngôn ngữ chúng sinh nên thông suốt hết thảy ngôn ngữ không trở ngại. Lại nữa, tự được bố trí vô ngại, còn học bố trí vô ngại của Phật, vì vậy nên biết ngôn ngữ âm thanh của chúng sinh. Ở thai thành tựu là có người nói Bồ Tát cưỡi voi trắng có vô lượng chư thiên đông xuất vây quanh cung kính cúng dường hậu hạ vào thai mẹ. Có người nói mẹ Bồ Tát được lực tam muội như viễn nên làm cho bụng lớn rộng vô lượng. Hết thảy 3.000 đại thiên thế giới Bồ Tát, trời rồng quỷ thần đều được vào trong thai. Do nhân duyên nghiệp phước đức của Bồ Tát chiêu cảm nên đã sẵn có cung điện đài quán rừng và trang nghiêm, treo màn rũ phan, giải hoa đốt hương. Vậy sau Bồ Tát hạ đến ở đó cũng do lực tam muội nên xuống vào thai mẹ mà ở trên trời đô xuất vẫn như cũ. Sinh thành tựu là Bồ Tát khi sắp sinh chư thiên rồng quỷ thần trang nghiêm 3.000 đại thiên thế giới, lúc ấy có tòa hoa sen bảy bóng tự nhiên hiện ra. Từ trong thai mẹ có vô lượng Bồ Tát ra trước, ngồi trên hoa sen chắp tay tán thán chờ đợi Bồ Tát và các trời rồng quỷ thần thánh ngọc nữ vân vân đều chắp tay một lòng mong thấy Bồ Tát sinh. Vậy sao Bồ Tát mới từ không phải của mẹ sinh ra, như trăng tròn từ trong mây xuất hiện, phóng hào quang lớn chiếu vô lượng thế giới. Lúc ấy có tiếng lớn vang khắp mười phương thế giới sướng rằng: vị Bồ Tát ở nước ấy sinh thân cuối cùng, hoặc có Bồ Tát hóa sinh trong hoa sen, trong bốn cách sinh, Bồ Tát hoặc thai sinh hoặc hóa sinh trong bốn chủng người. Bồ Tát sinh vào hai chủng tánh Sát Lợi hoặc Bà La Môn, vì sinh vào hai chủng tánh này thì được mọi người yêu quý. Nhà thành tựu là nhà Bà La Môn có trí tuệ, nhà Sát Lợi có thế lực. Bà La Môn lợi ích đời sau, Sát Lợi lợi ích đời này. Hai chủng tánh có ích ở đời nên Bồ Tát sinh ở trong đó. Lại nữa, nhà có các pháp công đức, nghĩa là không thối truyền, sinh ấy gọi là gia sinh thành tựu. Dòng họ thành tựu là Bồ Tát ở trên trời đâu xuất, xem thế gian dòng họ nào quý, có thể thu nhiếp chúng sinh, tức sinh vào nơi dòng họ đó. Như trong bảy Đức Phật, ba Đức Phật đầu, Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phủ, sinh trong dòng họ Kiều Trần Như. Ba Đức Phật kế tiếp, Câu Như Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp, sinh trong dòng họ Ca Diếp. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh trong dòng họ Kiều Đàm. Lại nữa, Bồ Tát ban đầu tâm sâu xa bền chắc, ấy gọi là dòng họ của chư Phật. Có người nói được vô sinh pháp nhẫn, ấy là dòng họ của chư Phật. Lúc ấy được khí phần trí nhất thiết trùng của Phật, như hạng người tánh địa trong pháp thanh văn, quyến thuộc thành tựu là đều thuận người trí, người lành, đời đời nhóm công đức. Trong đây Phật tự nói thuần lấy Bồ Tát làm quyến thuộc, như trong kinh Bất Khả Tư Nghi nói: cụ tỳ gia là đại Bồ Tát, tất cả quyến thuộc đều là Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền, dùng lực tam muội phương tiện biến hóa làm nam làm nữ, chung làm quyến thuộc, như cư sĩ bảo của truyện Luân Thánh Vương là những dạ xoa quỷ thần hiện làm thân người cộng sự với người. Xuất gia thành tựu là như Bồ Tát Thích Ca Văn đang đêm ở cung điện thấy các thể nữ đều giống như chết. Chư thiên quỷ thần mười phương cầm đủ phan hoa cúng dường, phụng dước Bồ Tát đi ra. Lúc ấy tùy xa nạp trước, lãnh sắc lệnh vua tịnh phạm, nhưng lại theo ý Bồ Tát tự dắt ngựa đến. Sứ giả bốn thiên vương tiếp đỡ chân ngựa, vượt thành đi ra. Vì để phá các phiền não ma nhân, nên chỉ cho mọi người thấy sự uế tạp tại gia rằng: hạng người đại công đức quý trọng như thế mà còn xuất gia, vốn gì hạng người phàm tiểu. Có các nhân duyên như vậy gọi là xuất gia thành tựu. Trang nghiêm cây Phật thành tựu là trang nghiêm cây Bồ Đề như trước nói. Trong đây Phật tự nói, cây Bồ Đề ấy lấy huỳnh kim làm gốc, bảy báu làm thân, thớ cành lá. Ánh sáng của thân cây thớ cành lá chiếu khắp mười phương vô lượng vô số thế giới Phật. Hoặc có Đức Phật lấy bảy báu của Bồ Tát trang nghiêm cây Phật, hoặc có vị không như vậy. Vì cớ sao? Vì thần lực của chư Phật không thể nghĩ bàn. Vì chúng sinh nên hiện các thứ trang nghiêm. Hết thảy các thiện căn công đức đầy đủ là Bồ Tát ở trong địa thứ 7 phá các phiền não lợi mình đầy đủ, vào ở địa thứ 8, địa thứ 9 lợi ích người khác,
nghĩa là giáo hóa chúng sinh thanh tịnh cõi Phật. Lợi mình, lợi người sâu xa rộng lớn, nên hết thảy công đức đầy đủ, như A-la-hán, Bích Chi Phật nặng về tự lợi, nhẹ về lợi tha, nên không gọi là đầy đủ. Chư Thiền và Tiểu Bồ Tát tuy có thể làm lợi ích, mà tự mình chưa trừ hết phiền não, nên cũng không đầy đủ, ấy gọi là công đức đầy đủ. Xong điện thứ 9. Nên biết Bồ Tát ấy như Phật, là Bồ Tát ngồi dưới cội cây như vậy, là vào điện thứ 10, gọi là Pháp Vân Địa. Ví như đám mây lớn chút mưa liên tục không nghỉ, tâm tự nhiên sinh vô lượng vô biên các phải pháp thanh tịnh, niệm niệm vô lượng. Bấy giờ Bồ Tát nghĩ rằng tâm bọn ma vương có dục chưa hàng phục, nên phóng hào quang giữa hai chân mày, khiến trong ước cung điện ma tối tâm không hiện. Ma điển sân não tạo hợp binh chủng của nó đi đến bước não Bồ Tát. Bồ Tát hàng phục ma xong, mười phương chư Phật mừng công văn ấy, đều phóng hào quang giữa hai chân mày, chiếu vào đỉnh Bồ Tát. Lúc ấy, công đức của địa thứ 10 có được biến là Phật Pháp, rất hết thảy tập khí phiền não, được giải thoát vô ngại, đủ 10 lực, 4 việc không sợ, 4 trí vô ngại, 18 pháp không chung, đại từ, đại bi, vân vân, vô lượng, vô biên, Phật Pháp. Lúc ấy, đất chấn động 6 cách, trời mưa, hoa hương, các Bồ Tát trời, người đều chắp tay tán thán. Lúc ấy, Phật phóng hào quang lớn, chiếu các 10 phương vô lượng thế giới, 10 phương chư Phật. Các Bồ Tát trời người lớn tiếng sướng rằng, phương ấy, nước ấy, Bồ Tát ấy, ngồi ở đạo tràng thành tựu Phật sự là hào quang ấy, ấy gọi là Bồ Tát ở địa thứ 10 như Phật. Lại nữa, trong đời Phật còn nói tướng trạng địa thứ 10, là Bồ Tát hành 6 ba la mật do lực phương tiện, nên trải qua càn tuệ địa cho đến Bồ Tát địa, trú ở Phật địa. Phật địa tức là địa thứ 10, Bồ Tát tu 10 địa như vậy gọi là Phát Thú Đại Thừa.